Sau đây là video hướng dẫn cách khắc phục mất màu đỏ của máy Canon EX67 70, 68, 60. Hướng dẫn xử lý cách khắc phục mất màu của máy này nha. Chúng ta thử in mượn test ra trước. In mượn test ra. Đây là video hướng dẫn cách khắc phục mất màu đỏ của máy Canon EX68 60 nha. À, chúng ta thấy nè, khi in ra nè, cái màu đỏ nó vẫn có nha. In mẫn test thì màu đỏ nó vẫn có nha, nhưng mà khi ta in á thì nó sẽ bị mất màu. Đây đó, cái dòng máy Canon EX68 60, chúng ta sẽ xử lý nó, hướng dẫn xử lý cái khắc phục mất màu đỏ nha. Chúng ta thử in ra cái hình này để kiểm tra chắc chắn. Thử in một tấm hình. Chúng ta thử in một tấm hình để chúng ta kiểm tra cho nó chắc chắn nha. Tấm hình có màu đỏ nha. Đó. Chân máy Canon EX68 60 bị mất màu đỏ nha. Khi in bằng test thì nó vẫn đủ màu, nhưng mà khi in thì có thể là nó sẽ bị mất màu. Để kiểm tra chắc chắn, chúng ta sẽ test cái bằng test ra. Tí chúng ta tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái xử lý cái mất màu này một cách dễ dàng. Đây nó đang in nè. Rồi nó bị mất cái màu đỏ đây. Đó. Khi in nó thì nó mất cái màu đỏ này. Đó. Test bằng test thì nó vẫn có màu đỏ, nhưng mà khi ta in nó bị mất này. Để xử lý cái tình trạng này á là do trong cái tép mực nó bị thiếu nha, và đầu in nó bị khô nha. Để xử lý tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Tiên chúng ta phải mở cái máy ra. Chúng ta phải mở cái cửa máy ra nha. Mở cái cửa máy ra, chúng ta phải mở cái cửa máy ra. Mở cái cửa máy ra. Rồi. Ta mở cái cửa máy ra, thường chúng ta che các cửa, mở cái cửa máy ra. Thường là do cái tép mực nó bị khô, hoặc là cái đầu in nó bị khô mực nha, chúng ta phải ngâm và xử lý nữa thì nó mới được nha. Rồi bây giờ khi mở cái cửa ra, nó chạy ra giữa nè, các bạn thấy nó chạy ra giữa không? Ta lấy hết cái tép mực ra. Trước khi lấy á, trước khi lấy cái tép mực ra, chúng ta phải khóa dây mực lại nha. Sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Ta sẽ kẹp cái dây mực lại. Rồi. Rồi chúng ta kẹp dây mực lại. Ta lấy tép mực ra. Ta lấy tép mực ra nha. Rồi bây giờ này, chúng ta thấy nè, cái tép mực màu đỏ này nó bị khô mực quá nè. Ta phải bơm mực lên. Rồi chúng ta phải bơm mực lên đầy cho tất cả các tép này. Rồi, ta phải bơm mực đầy lên nha. Còn chúng ta ngâm đầu in trước đi. Bình thường nó bị mất màu như vậy đúng không? Chúng ta lấy đầu in rồi chúng ta ngâm đầu in trước. Ngâm tầm 5 đến 10 phút là được nha. Đầu in này chúng ta muốn lấy đầu in ra, chúng ta dỡ lên. Rồi, rồi chúng ta lấy ra. Ta ngâm đầu in trước nha. Rồi chúng ta bỏ chúng ta ngâm vào dung dịch ngâm nha. Đây mình sẽ ngâm vào dung dịch ngâm ra. Ngâm chúng ta đổ dung dịch ngâm vào. Đó, chúng ta đổ dung dịch ngâm vào nha. Xong chúng ta ngâm cái mặt tiếp xúc thôi. Đó. Ta ngâm cái mặt tiếp xúc của nó thôi. Đó, chúng ta ngâm vậy chúng ta để 5 đến 10 phút nha. Tí chúng ta bỏ vô lại nha. Rồi chúng ta ngâm nó. Ta ngâm chúng ta để một bên nè. Để một bên. Rồi. Rồi chúng ta xử lý cái tép mực này. Đó. Ta ngâm đầu in trước nha. Còn bây giờ chúng ta xử lý cái tép mực nha. Tép mực nó đang bị khô ở trong này, chúng ta phải bơm đầy vô. Ta phải bơm này, đầu tiên chúng ta phải mở cái khóa ra nha. Mở khóa mực ra. Rồi. Mở khóa ra để chúng ta mới bơm lên được. Rồi chúng ta bơm cái mực này. Đây, quay cái bình. Đây cái bình mực này, chúng ta bơm đây. Rồi. Ta bơm nén hơi xuống này, có màu đỏ qua này. Quay qua này. Nén hơi xuống, chúng ta nén hơi xuống. Cho cái màu đỏ nó tràn mực lên nha.
Đó, này nó tràn mực ra nè, là nó mới đầy trong cái tép được nha, nó mới không có bị khô được. Nén cho nó đầy nè, nó còn bọt nè, thấy không? Đó, bọt bọt đó. Nào nó hết bọt là ok nha, hết bọt là nó đầy mực nha. Bọn chúng ta vệ sinh sạch sẽ lại. Đó, mấy màu khác cũng như vậy nha. Thì chúng ta bơm đầy đủ sao? Ta lau vệ sinh sạch sẽ. Ta bơm thẳng ta lau vệ sinh sạch sẽ. Xong ta kẹp dây mực lại. Rồi ta kẹp dây mực lại. Rồi tiếp tục chúng ta bỏ đầu in vào nha. Đó, chúng ta sẽ bỏ đầu in vào. Do cái tép mực nó bị khô và đầu in nó bị khô, ta phải ngâm nữa. Rồi bây giờ đầu in sau khi ngâm á, sau khi ngâm đầu in chúng ta bỏ vào lại, chúng ta ngâm thì 5-10 phút thôi là được. Ta bỏ đầu in vô, ngâm nước ngâm cực mạnh nha. Có cái đường link bên dưới để mua nước ngâm á, bạn mua nước ngâm xịn này, ngâm này nó ra liền nha. Rồi chúng ta bỏ đầu in vào, nè, chúng ta bỏ đầu in vào. Rồi, ta đóng xuống. Rồi, bây giờ chúng ta vệ sinh xong cái gì chúng ta bỏ đâu, bỏ tép mực vào. Bỏ vô tép vào nha. Nhớ cái đầu in chúng ta phải ngâm nước ngâm xịn của nó nha, thì nó mới ra liền nha. Còn ngâm nước ngâm giảm thì nó sẽ không ra đâu nha. Rồi nhắn cho nó đèn sáng lên. Chúng ta ngâm thì 5-10 phút là được à. Rồi xong rồi. Rồi khi ngâm xong chúng ta bỏ đầu in vào nè. Rồi nó đang chớp chớp cái đèn, chúng ta bỏ đầu in vào nha. Đang chớp chớp cái đèn, chúng ta đóng cái cửa lại. Rồi ngâm nước ngâm á, có đường link bên dưới để mua nước ngâm đồ phun á, nước ngâm cực mạnh á, nước ngâm nó là nó ra liền luôn nha. Rồi ta mở khóa mực ra. Đó. Tí nữa chúng ta test lại cho mọi người xem nha. Rồi nó đang quét mực nè. Rồi bây giờ tôi sẽ test lại cho mọi người xem. Mọi người đợi một xíu. Đó, để xử lý của nó là chúng ta phải ngâm cái đầu in nó. Tại vì khi mà in quá nhiều hoặc là cái mực nó nghẹt á, làm nghẹt cái đầu phun, chúng ta phải xả ra. Ngâm để xả đầu in ra. Thứ hai là chúng ta phải là bơm đầy lên cái đầy tép mực cho nó nha. Rồi ta không tắt cửa nè. Thường mấy những dòng canon này nó hay bị rất hay bị mắc màu đỏ. Để xử lý cái tình trạng đó thì chúng ta màu nào cũng vậy, chúng ta phải làm tương tự như vậy là được. Lấy đầu phun ra, chúng ta ngâm cái, xong cái tép mực chúng ta bơm đầy hết tất cả các tép luôn. Ta bơm đầy hết tất cả các tép nha. Đó, chúng ta bơm đầy hết tất cả các tép. Rồi xong chúng ta bắt đầu chúng ta bỏ đồ in vào, bỏ tép mực vào. Rồi chúng ta xử lý nó, chúng ta đợi xíu nha. Máy nó mới bỏ vào nên nó kiểm tra nó hơi lâu một xíu. Sau chúng ta sẽ in lại một test cho nó coi. Đó là với nước ngâm cực mạnh này, chúng ta chỉ việc là bỏ vào 5-10 phút là nó sẽ ra đầy đủ nha. Nó có đường link mua bên dưới á, mọi người tích chỗ đó mà mua. Bình chỉ có 50 ngàn à. Nhưng mà nó sẽ ngâm và xả đầy đủ cho chúng ta. Cần 5-10 phút thôi. Đây là để xử lý đầu phun. Mà nên nhớ cái bình ngoài chúng ta khi sử dụng, chúng ta một đĩa bằng máy như này, chúng ta mở hết tất cả nút nhỏ ra nha. Đĩa bằng máy và mở hết tất cả nút nhỏ ra cho nó thông hơi, nó hút mực lên. Đây là số điện thoại của công ty bên chúng tôi. Đó, khi bị vấn đề gì các bạn cứ coi video này sẽ làm được nha. Có gì không hiểu thì cứ comment phía dưới á, rồi có gì chúng tôi sẽ hướng dẫn cách khắc phục cho. Đây là test cũ này. Đây là bản test cũ này. Khi bản test ra nó vẫn có màu nha, nhưng mà khi in nó sẽ bị mất màu. Đây, in nó sẽ bị mất màu đây. In được vài từ nó sẽ bị mất màu nên chúng ta phải ngâm nó và bơm đầy đủ trên cái tép mực cho nó nha. Rồi bây giờ tôi sẽ test lại cái bản test này. Giữ đèn này cho nó chớp hai cái. Tôi sẽ test lại cái bản test màu này. Bản test màu cũ này nó vẫn ra này, nhưng mà in nó bị mất nè, thấy không? Đó. In nó bị mất màu đó.
khác thì vẫn đầy đủ nhưng mà in nó bị mất. Khi muốn test á, chúng ta giữ cái đèn này cho đèn nguồn chớp hai cái là chúng ta có thể test được ra được cái bản khác để kiểm tra màu đó nha. Đây là cái lỗi thường gặp của máy Canon IS6770, 6560, 6860, 6820 nha. Đó. Do nó bị khô mực và khô đầu in nha. Nó muốn mua cái nước ngâm thì phải tiếp vào cái link đó thôi, chúng ta ngâm đó. Ngâm thì chúng ta biết bỏ này, này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngâm. Chúng ta sẽ lấy một cái đầu in khác hướng dẫn. Nè muốn ngâm à, chúng ta phải việc nè bỏ cái mặt này nè, cái mặt mặt phun mực này nha, chúng ta sẽ tiếp xúc với mặt này thôi. Ta đừng có ngâm lên nhiều nha, ngâm lên nhiều nó sẽ bị cái mặt trên này nó có những cái mặt chip xử lý ở trong này này, nó dính vô nó sẽ cháy cái đầu in đó. Chúng ta chỉ ngâm cái mặt dưới này thôi, cái mặt phun mực này thôi. Này cái mặt phun mực này thôi. Đó. Chúng ta ngâm bên đó cho nó xả ra thôi nha. Chứ ta không ngâm ở phía trên nha, không ngâm lúc mực luôn nha. Ngâm lúc lên nó sẽ chết một chiếc đó, chết đừng, chúng ta không nên ngâm lúc trên mấy cái mặt đồng này, chúng ta chỉ ngâm riêng cái mặt dưới này thôi. Đó, chúng ta không nên ngâm lên cái mặt đồng này, trong cái mặt đồng này nó có một số chip vi xử lý trong đó. Rồi chúng ta để vậy, chúng ta ngâm từ 5 đến 10 phút là ra. Rồi tôi đang in cái bản test rồi. Đây tôi lấy tờ giấy mới ra. Bỏ tờ giấy này. Màu ra đầy đủ, màu lại đây ha. Ta chỉ ngâm là nó ra đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in lại cái bản hình lúc nãy nha, coi nó có bị mất màu không nha. Đợi một xíu tại phải lấy đi lấy giấy. Rồi giấy đã có đây. Rồi giấy đã có. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta in lại thử nha. Chúng ta in lại thử hình lúc nãy nha. Với nước ngâm cực mạnh này chúng ta ngâm là nó ra liền luôn. Rồi chúng ta lên lại tấm hình lúc nãy nha. Tấm hình màu đỏ lúc nãy nha. Đây là hướng dẫn cách khắc phục và chữa sửa lỗi mất màu á, mất màu của máy in phun Canon dòng A3 này, nó hay mất màu đỏ ngoài màu xanh nha. Đó, để xử lý nó chúng ta làm như sao. Chúng ta đừng một xíu nó in nha. In để kiểm tra chắc chắn nha. À, từ thay màu đỏ ra mất tên. Đó ra đẹp rồi đây. Đó. Đơn giản không? Đây là chắc khắc phục mắt màu đỏ của máy phun Canon nha. Rồi, ra đẹp rồi. Đó, thôi. Mọi người có vấn đề gì không hiểu cứ comment phía dưới đi, có gì tôi sẽ hướng dẫn thắc mắc sẽ xử lý cho nha. Đây, màu đỏ. Là khắc phục xong lỗi mắt màu nha.